Rồi, xin chào các bạn nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà mình có thể check được điện thoại của mình có hỗ trợ được 5G hay không một cách nhanh nhất ha, mà không cần phải thao tác nhiều. Thứ nhất là các bạn vô mục kiểm tra email nè. Bạn gõ giúp mình là sao thang 06 thang. Đó, nó là số email đúng không? Các bạn copy cái số email của mình đi. Rồi, nếu mà máy nào hai SIM thì các bạn copy số email đầu tiên nhé các bạn. Rồi, các bạn sao chép đó. Và bạn thoát ra. Sau đó bạn vô trình duyệt cho mình. Đó. Trình duyệt thì các bạn giúp mình vô cái trình duyệt là email.info ha. Đó. Rồi, sau đó các bạn bắt cái email của mình vô đây. Dán vô. Rồi, sau đó các bạn chọn check thì nó không cho đúng không? Tại vì nó ra chọn có một bước này là I am not robot đó. Thì nó sẽ ra cái này. Thì các bạn chọn hình nào mà liên quan tới lại cái thông tin mà nó đã báo đó, các bạn bấm xác nhận. Rồi, các bạn bấm check. Đó, thì nó sẽ ra cái tên thông tin thiết bị của mình nè. Các bạn thấy không? Đó. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới. Rồi, nó sẽ có cái mục là basic information nè. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có là GSM, HSDPA và LTE. Là tức là LTE là 4G. Thì cái này nó sẽ có là chỉ có 4G thôi. Nếu mà sẽ 5G thì nó sẽ có 5G, 5G band á thì nó tích vô và nó cái chế độ mạng của bạn là gì? Tốc độ mạng là bao nhiêu đó. Thấy không? Các bạn có thể xem kỹ hơn nè. Đó. Đây. Các bạn chọn vào cái mục parameter này thì nó sẽ hiển thị ra là cái 5G hoặc là 4G của bạn tốc độ upload là bao nhiêu và download là bao nhiêu nha. Thấy không? Đó. Rồi, thì đó là cái cách check điện thoại của mình có hỗ trợ 5G hay không một cách nhanh nhất các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.